Chủ tịch đảng LDP sắp nhậm chức Thủ tướng Nhật Bản. Con gái Tổng thống Philippines Duterte tranh cử Tổng thống. Thích ứng với đại dịch COVID-19 để mở cửa an toàn. Thưa quý vị, tân chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do LDP cầm quyền tại Nhật Bản, ông Fumio Kishida, sẽ nhậm chức Thủ tướng Nhật Bản vào ngày mai, 4 tháng 10, và thành lập nội các mới. Với việc thành lập chính phủ mới, ông Kishida và nội các của mình được giao nhiệm vụ duy trì kiểm soát đại dịch COVID-19, đồng thời hồi sinh nền kinh tế vốn chịu nhiều thiệt hại bởi cuộc khủng hoảng do đại dịch. Chính trị gia 64 tuổi này cũng dự kiến sẽ tăng cường hợp tác với Mỹ. Ông cũng đã cam kết sẽ tăng thu nhập của tầng lớp trung lưu và giảm chênh lệch giàu nghèo. Trong khi đó, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết con gái ông, bà Sara Duterte Carpio, sẽ ra tranh cử Tổng thống vào năm tới. Phụ tá lâu năm của ông Duterte cũng sẽ trở thành ứng viên phó tổng thống. Thông tin này được đưa ra dựa trên nội dung cuộc phỏng vấn Tổng thống Duterte thực hiện ngay sau khi tuyên bố từ giã chính trường. Ông Duterte đã xác nhận với phóng viên rằng con gái mình sẽ tranh cử Tổng thống. Bà Sara Duterte Carpio hiện là thị trưởng của Davao, thành phố lớn thứ ba của Philippines. Ngày 2 tháng 10, bà đã nộp đơn tái tranh cử chức thị trưởng. Trước đó, bà cũng tuyên bố sẽ không tranh cử chức Tổng thống vào năm tới. Trung Quốc đã công bố bộ hướng dẫn đạo đức đầu tiên cho trí tuệ nhân tạo AI, nhấn mạnh vào việc bảo vệ quyền của người dùng và ngăn ngừa rủi ro. Theo đó, thì con người phải có toàn quyền quyết định và có quyền lựa chọn chấp nhận hoặc thoát khỏi tương tác với hệ thống AI hoặc ngừng hoạt động nó bất cứ lúc nào, theo tài liệu được Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc công bố mới đây. Mục tiêu của bộ hướng dẫn này là bảo đảm rằng trí tuệ nhân tạo luôn nằm trong tầm kiểm soát của con người. Bộ hướng dẫn được cho là phù hợp với mục tiêu của Bắc Kinh là kiềm chế ảnh hưởng của Big Tech và trở thành nhà lãnh đạo AI toàn cầu vào năm 2030. Theo các chuyên gia Nhật Bản, thì kháng thể vẫn tồn tại ở những người từng nhiễm COVID-19 sau 12 tháng khỏi bệnh, đồng nghĩa với việc khả năng miễn dịch được duy trì trong ít nhất là một năm. Theo các nhà khoa học, thì sau khi tiêm vaccine ngừa COVID-19 hoặc sau khi mắc COVID-19, thì cơ thể con người sẽ sản sinh ra các kháng thể trung hòa. Một nghiên cứu mới đây của các chuyên gia Nhật Bản cho thấy sau khoảng một năm khỏi bệnh, thì kháng thể vẫn còn tồn tại ở những người đã từng nhiễm COVID-19 và mạnh lên đáng kể khi người này được tiêm thêm một mũi vaccine. Nghiên cứu dựa trên mẫu máu của 358 bệnh nhân Nhật Bản có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Việc một số quốc gia mở cửa trở lại và chuẩn bị lộ trình đón khách du lịch nước ngoài có thể coi là dấu hiệu hồi sinh đáng khích lệ sau giai đoạn dài cuộc sống bị trì trệ và ngành du lịch đã phải đóng băng do đại dịch COVID-19. Tỷ lệ tiêm chủng cao, hợp tác chia sẻ dữ liệu và các giải pháp số đang giúp cho các nước từng bước hồi phục thông qua các bong bóng du lịch, các hành lang xanh, kết nối những điểm đến an toàn. Những điểm đến hàng đầu của châu Âu như Pháp, Italia, Sip, Hy Lạp đều đã lần lượt mở cửa trở lại đón khách quốc tế. Dữ liệu của Forward Keys cho thấy Hy Lạp là nơi ngành du lịch phục hồi tốt nhất châu Âu, với lượng du khách trong tháng 7 và tháng 8 vừa qua đạt tới 86% so với cùng kỳ năm 2019. Để có được điều này là nhờ các nước châu Âu đã triển khai thẻ xanh, giấy chứng nhận tiêm phòng COVID-19 khá sớm. Ngoài ra, còn vận hành linh hoạt bản đồ với các mã màu, thể hiện tình hình dịch bệnh mới nhất của các khu vực thông qua màu sắc, cùng với các hạn chế tương ứng. Màu sắc được cập nhật thường xuyên. Do đó, du khách và chính quyền chỉ cần đối chiếu với bản đồ để đưa ra quyết định. Sau khi có thông tin về thẻ xanh và những lợi ích của nó đối với người đã tiêm chủng, cũng như những hạn chế với người chưa tiêm chủng, người dân đã đi tiêm nhiều hơn. Những ngày gần đây, số người đi tiêm chủng tăng tới 40% so với trước. Tại châu Á, Trung Quốc là nước phục hồi ngành du lịch nội địa hiệu quả, trong khi vẫn đóng cửa với khách nước ngoài. Tỷ lệ lấp đầy phòng khách sạn và vé bay nội địa của nước này đã gần như quay về thời điểm trước khi có dịch. Yêu cầu bắt buộc là người dân phải sử dụng một ứng dụng trên điện thoại, quét mã QR để lưu lại hành trình của mình. Những việc làm này sẽ giúp ích cho công tác truy vết nếu phát hiện ra ca nhiễm mới. Thái Lan, Singapore, Malaysia, Philippines cũng đang dần thí điểm các chương trình bong bóng du lịch, hành lang xanh. Những hướng đi này dự kiến sẽ đem lại sự phục hồi về du lịch cho các quốc gia khi mà tỷ lệ phủ vaccine tại các trung tâm du lịch đạt tiêu chuẩn.
Tuy nhiên, việc mở cửa tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tại Phuket, Thái Lan, chỉ 10 ngày sau khi mở cửa, đảo du lịch này đã phát hiện một số ca mắc biến thể Delta, buộc nhà chức trách phải áp dụng các biện pháp chống dịch và đóng cửa trường học để ngăn chặn virus lây lan, bởi học sinh là nhóm chưa được tiêm chủng vào thời điểm đó. Tương tự, hồi tháng 5, Israel cho phép hàng nghìn du khách từ Mỹ và châu Âu nhập cảnh trở lại, dấy lên hy vọng về sự phục hồi ngành du lịch. Nhưng đến tháng 8, sáng kiến này buộc phải dừng lại do biến thể Delta lây lan quá nhanh. Những bài học của Thái Lan hay Israel cho thấy việc phục hồi các hoạt động sau đại dịch phải theo một lộ trình thận trọng, từng bước và có kiểm soát, tùy thuộc vào diễn biến của dịch và tốc độ tiêm chủng. Quý vị đang theo dõi Thế giới chuyển động và tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác. Ngày 2 tháng 10, một đám cháy lớn đã phá hủy hoặc làm hư hại hơn 200 ngôi nhà và cơ sở kinh doanh trên đảo nghỉ dưỡng Guanaha của Honduras thuộc vùng Caribe. Hàng trăm cư dân trên đảo đã phải sơ tán để tránh vụ hỏa hoạn tàn phá hòn đảo nghỉ dưỡng phụ thuộc vào du lịch này. Lực lượng không quân Honduras đã thả bom nước lên đảo để dập lửa. Vụ cháy đã khiến 4 người bị thương, phá hủy 90 ngôi nhà và làm hư hại 120 ngôi nhà khác, trong đó có một số được sử dụng làm trụ sở doanh nghiệp. Quỹ Oswaldo Cruz của Brazil ngày 2 tháng 10 công bố báo cáo nhấn mạnh nạn phá rừng mưa nhiệt đới Amazon khiến khu vực rừng rậm này đang đứng trước bờ vực trở thành vùng đồng cỏ savan với hệ sinh thái chảng cỏ, sen cây bụi, dẫn đến việc hơn 12 triệu người có thể bị sốc nhiệt nghiêm trọng do nắng nóng khắc nghiệt. Ước tính khoảng 30 triệu người, đặc biệt là những người dân sống quanh khu vực Amazon và khu vực phía bắc của Brazil, sẽ chịu tác động của tình trạng sốc nhiệt cũng như những tác động khác về mặt sức khỏe do thảo nguyên Amazon gây ra từ nay cho đến năm 2100. Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng Gavi vừa được đề cử cho giải Nobel Hòa bình năm nay. Liên minh Gavi là một trong những cơ quan đồng sáng lập và dẫn dắt cơ chế COVAX, chương trình bảo đảm tiếp cận công bằng vaccine ngừa COVID-19 trên thế giới. Liên minh Gavi được thành lập vào những năm 2000, tài trợ cho các chương trình tiêm chủng ở những quốc gia nghèo. Hiện đã có 329 ứng cử viên cho giải Nobel Hòa bình năm 2021. Người chiến thắng giải Nobel Hòa bình năm nay với giải thưởng hơn 1,1 triệu đô la Mỹ sẽ được công bố vào ngày 8 tháng 10. Squid Game hay còn gọi là trò chơi con mực là một bộ phim của Hàn Quốc đang gây ra cơn sốt tại 90 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Và trước sự nổi tiếng của bộ phim này thì nhiều dịch vụ ăn theo bộ phim cũng nở rộ tại các quốc gia như Hàn Quốc, Singapore hay Philippines. Squid Game hay còn gọi là trò chơi con mực là bộ phim nói về cuộc chiến sinh tử của hàng trăm người chơi. Những nhân vật trong phim sẽ chơi các trò chơi quen thuộc thời thơ ấu đối với nhiều người tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, nếu không vượt qua được, người chơi sẽ phải trả bằng sinh mạng của mình. Nếu sống sót đến cuối cùng, người chơi sẽ nhận được 45,6 tỷ won, tương đương hơn 870 tỷ đồng. Các dịch vụ ăn theo phim Squid Game đang gây sốt ở các quốc gia như Hàn Quốc, Singapore, Philippines. Thử thách tách kẹo đường Dalgona đã được một quán cà phê tại Singapore đưa ra với các thực khách. Bất cứ ai đến với quán cà phê cũng đều muốn thử trải nghiệm này và ghi lại rồi đăng tải lên mạng xã hội để chia sẻ với bạn bè. Nên giải trí Hàn Quốc rất thú vị. Trước đây, tôi chỉ xem một số chương trình thực tế hay nghe nhạc K-pop. Tôi và nhóm quảng cáo đã thay đổi một chút để có thể thu hút khách, nhất là vừa được dỡ bỏ giãn cách xã hội. Nhưng chúng tôi cũng không nghĩ nó sẽ phát triển tốt như thế này và còn lan truyền trên cả TikTok nữa. Tại Hàn Quốc, những người bán kẹo đường cảm thấy rất thích thú khi trò chơi của trẻ nhỏ này bỗng trở thành cơn sốt. Những ngày gần đây, mỗi ngày tôi có tới 200-300 khách mua hàng. Hồi trước thì ngày nào nhiều nhất cũng chỉ có 100 khách, vì họ là người lớn, đâu có thời gian nhớ lại trò chơi trẻ con. Còn tại Philippines, nhiều thanh niên rất hứng thú với trò chơi đèn xanh đèn đỏ với bức tượng cao 3 mét được đặt tại khu trung tâm mua sắm. Mỗi khi bức tượng khổng lồ vang lên câu hát rồi quay đầu lại, khi âm thanh kết thúc, người chơi phải đứng im, không được cử động. Bộ phim rất hấp dẫn nên tôi cũng rất thích thú khi được nhìn thấy các trò chơi trong bộ phim xuất hiện ở đây. Dù đại dịch COVID-19 gây ảnh hưởng tới ngành dịch vụ, tuy nhiên việc những dịch vụ ăn theo phim được nhiều người đón nhận đã cho thấy cuộc sống bình thường mới đang dần trở thành hiện thực. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại Thế giới chuyển động hôm nay.